Đây đồ nghề của mình đây. Thì hai túi. Từ từ để mình quay lại. Đây cùng Mr. Hiếu đang cho ôm thùng mì. Quất lòng người nha mọi người. Nó khổ lắm. Thấy nhiều người ta còn khổ hơn mình nữa. Quá đã luôn. Anh chú lấy mấy con về ăn. Trời ơi ngon vậy. Ôi ôi nè. Đâu? Ồ này cá đồng cá thiên nhiên nha mọi người. À trao tặng cái món quà luôn Yêu Phương. Anh tên gì? Tên Thịnh. 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 Ở đây mình săn bắt mình gặp anh Thịnh ở đây. Thì có dịp thì mình cũng còn đi tới lui nhiều lần mà. Rồi, cảm ơn anh em nha. Đây đây là anh Thịnh ở đây. Thấy hoàn cảnh ai mình cũng khổ. Lòng này nhạy lắm bồ. Ừ. Phải sửa nha, không sửa khó xài lắm. Lấy về đi. Thôi. Thì anh em mình giao tiếp gặp anh Thịnh xong rồi anh em mình đi thăm bẫy. Rồi, cái đầu tiên luôn. Cũng cái luồng này cũng bực lật trước mình xuống 40 cái. Đây là cái đầu tiên luôn. Săn bắt Sài Gòn. Đấy là bảy đáng Sài Gòn. Sài Gòn không người ta. Chơi với nhau mấy tháng trời, mấy 20 năm nay rồi. Quên cái tên kinh không à. Quên chúng mình thì phải gắn Sài Gòn nha mọi người. Đá rồi, gì không còn. Không thấy cất đá gì hết. Rồi nhẹ te luôn. Anh Tý chào hàng luôn. À, sách vỏ là dưa leo nè. Quá trời dưa leo luôn. Đói bụng thì sách dưa leo ăn luôn. Khỏi cơm. Cái gì không bộ? Nước đá gì không? Nặng hả? Hành hả đất vậy? Ôi. Ôi. Cái trời. Ôi. Bạn khủng. Ôi. Ôi. Ê, da này da tròn nha. Tròn tròn lắm không? Ừ, da tròn nha, đúng không? Nè, phải da dạ anh đâu. Cái bà nó đi. Nó đó, phải da dạ anh đâu. Em nhận xét cho mình nha. Mình cũng đánh đây, thì hôm nay đánh xong mình định được cái con quỷ này nè. Thủ tiêu đừng bỏ đây. Bụng mình đục nè không? Đừng bỏ đây, đừng bỏ đây. Đục cứng cứng nữa không? Nó đó. Hành hết biết luôn. Thôi. Mình đi ra nha. Còn hành hết biết luôn. Áo quên lên cái lòng vô. Chứ mà. Đó, giờ này mình chuẩn bị xong đồ ra. Mr. Hiếu lấy đồ nghề. Đây, khu này là mới vừa làm xong. Trò con này là lũng chắc luôn nè. Đó. Đó. Ở tay đâu. Hôi lắm. Ui. Thơm lắm nha. Khu này là khu mới nên hên xui thôi, chung là hên xui. Con này quảng ký chắc luôn. Chó bì, chú mấy? Ký mốt. Nó không phải nổ chứ ký mốt.
Trời ơi. Ôi ôi. Ôi ôi khủng. Trời ơi. Siêu sao. Trời ơi. Ôi. Rồi, vô bao đi. Trời ơi. Rồi con này hơn hơn ký nha. Bảo đảm luôn á. Bèo cũng con ký 1 ký 2 nha mọi người. Khủng á. Trời ơi. Ôi, nó xuống. Ôi. Rồi, anh em thấy có động lực để bắt đầu là càng ha. Nhưng mà nhớ càng là đừng để đường mòn nha anh em. Rồi thôi mình up clip. Hello, chào mọi người. Thì anh em mình đã qua luồng 7 mới. Luồng 7 xuống 40 cái mà 7 đầu mọi người. Được có con duy nhất là khoảng 9 lần mấy. À, 7 đầu mà xuống đầu tiên mà được con cũng được mà tính ra 40 cái thì chứ ít đâu mọi người. Rồi cái này bị gì luôn, hở hôm luôn gì vậy trời, hôm hở dữ vậy. Ôi không lẽ không lẽ này, một là bị cao thủ bắt rắn, còn hai nữa là hàng khủng. Kỳ với trời. Ôi là trời à. Không lẽ ở đây có hàng khủng. Ôi cái gì vậy? Không lẽ mèo hay tròn. Ôi ôi hết nó nổi luôn, có lông tròn nè. Trời nó thục nè, thục lông nè. Lông tròn luôn mèo trời. Ui, lòng của Mr. Hiếu nè. Ui, này mèo hơi trộn. Ôi, thục banh chành luôn. Vậy mà sao nó ra được trời. Bên đây là nó phá, cái lòng này nó bị phá hôm rồi nè. Còn bên đây sao nó hở hôm. Trời ơi, ông nội hôm chết. Hôm chết nè. Ôi, nó dảnh cái hôm chết. Nằm lật trừ luôn. Thôi uổng vậy đâu trời. Ôi. Hết nổ ở đây. Ở đây có tròn nha mọi người. Ở đây có tròn. Rồi mình sẽ thay cái lọc kia vô. Cái này không xong rồi. Nhìn nhờ. Rồi mình sẽ up video ra. Rồi tiếp tục cái này đợt hỏi mình lâm được con hổ hành. Giờ không biết sao đây. Không quay có cứt rồi đó. Không biết giờ có cứt nữa không. Rồi không, không lỏng luôn. Không có cứt đá gì luôn. Rồi nhẹ te luôn à. Ủa để anh tí đâu. Anh tí đâu. Ủa anh tí chết vẫn còn xương chứ. Còn xác chứ sao kỳ vậy. Rồi mình up video mình xử lý cái lồng này luôn mọi người. Xảy. Nào mình nghe te luôn. Chuột con luôn. Rồi. Đây. Cái điểm huyền thoại của mình là rừng sậy. Trời thì âm u tối quá. Hôm vô thấy cũng còn chuột quyên. Nay vô biết sao đây. Rồi có mùi thối thối luôn. Chuột chết quá. Ôi rủi bay quá trời luôn rồi. Gì vậy? Sao nằm ngoài đây?
con gì nữa tôi lùi cái này đâu phải không anh? Không anh kẹt đầu mọi người ơi. Cái này mình giấu đâu quên rồi trời. À trong đây cái đầu này. Được còn luôn. Đó, thì anh em mình tới đây có mấy cái lồng nhỏ, điểm này rất là ngon. Cho nên mình rút, hai anh em mình rút hai cái lồng này ra về sửa lại. Thì ở đây có một con, mình không có quay, mình bắt ra đây mình quay cho mọi người xem luôn. Con này cũng hạng nhị nha anh em. Lớn à, dở à. Nửa ký à. Rồi, cái tiếp theo mọi người ơi. Ôi, không thấy cái đá gì luôn. Anh thấy ngủm của tỏi rồi. Có xe chạy rồi. Ờ, gì vậy? Để ngày đóng đóng giải vậy. Ủa, để bên kia kìa, đéo ăn. Nó đổi điểm luôn nè. Cái có cức nữa. Có. Nè nè, có nè. Trời trời trời. Rồi có cức là lụm gạo nha. Này không hành chắc không á. Ủa nặng dữ ta. Hành chắc luôn á. Ôi. Ủa hàng nhất cho anh em. Hàng nhất, hàng nhất. Trời ơi. Wow. Thấy chưa mọi người, hay chưa giải nha. Có hàng giải nha. Hàng nhất, lớn nhất, lớn nhất. Dây luôn. Rồi, đây nha mọi người. Ôi, hàng này hàng khủng quá. Ui. Cục cức của nó nè. Cục cức của nó nè. Mấy con mà nó ỉa cực nhỏ là bự mà. Ui. Quá hợp. Cái này bắt ra ngay đường rồi mọi người ơi. Con này nó quá hung rồi. Nãy có con kia mình không quay nha mọi người. Mới tự hiếu xử lý. Rồi. Quay có tốc độ trời ơi. Con này cũng khủng, thuộc dạng thằng khủng, tám chín lạng có. Chứ không phải loại nhất. Tám chín lạng có nha. Trời ơi, trời ơi. Thằng con đực. Quá hùng. Quá hấp. Tám chín lạng có nha mọi người, chứ không có loại nằm sáu bảy lạng đâu. Đẹp luôn á. Con này 7-8 lạng, 8-9 lạng gì đó. Ôi, nó còn chưa chịu vô, nó vô đi phen. Diễn hoài. Rồi, vô bao. Quá sướng. Hành không, này hành chạy nha. Hành chạy con, hành không, hành có cho hành con thì. Trời ơi. Lúa đâu? Lúa. Lúa người ta trong này nè, đó. Rồi. Bọn quần quàng hết chứ. Đêm đây cũng cặp đây cũng quá im. Có không? Có không? Cái gì chà vá luôn kìa, cái gì vậy ơi? Ủa gì trời. Nếu mà không hành, nửa ký thì nó không có phun hết cái tới đây đâu. Tôi đoán chắc hơn nửa ký. Trời ơi. Nó bự rồi trời. Ôi nó nặng cái gì? Thôi cái đầu đó hả? Trời. Rồi.
Hết biết luôn à. Con này không biết mấy lạng này mà thấy cũng hơn nửa ký nè anh em. Thôi, cái lòng của ông Ngọc là bữa giờ chê bài cái chi không biết nữa. Trời ơi. Ủa, trời ơi, cũng trời ơi. Trời ơi, nó dính cái hết. Con này tầm 1 ký, 1 ký mốt. Bự la. Ôi trời. Ôi ôi ôi, ôi. Hết biết. Bữa mình chê anh Ngọc nha. Há mấy cái lồng nhỏ nhỏ nè. Mấy cái lồng nhìn mấy cái thơm nè. Nhìn lồng nè, nhìn. Có 2 ô à. 2 ô à. Ôi, à. Mình cứ chơi không à, bữa nay vô cũng bự khủng chứ. Nhìn lòng là hết muốn đặt luôn rồi đó. Mà mình biết chơi là... anh không đó. Rồi nha anh em. Trên khu của mình là mình bắt 3 con như vậy đó. Ôi, quá hớp, quá hớp. Hên là nó vô rồi, chứ chơi khen gì. Hôm nay sao hành không ta? Biết rồi, hôm nay có được... Đó, có con vợn chết mà không được, quay được nha. Được, con vợn bị phơi khô. Với con bánh mì. Bánh mì xíu à. Bánh mì xíu à. Thả luôn. Đúng rồi, thả. Còn con kia nó bị kẹt đầu. Mấy cảnh nó kẹt đầu là biết nó nhỏ rồi đó. Mấy cảnh mình nói thôi chứ không có quay. Không có quay up lên được cho mọi người coi, mọi người thông cảm nha. Nó hớp cái rắn nè. Giờ ra mới khó nè. Ra đi con. Ra. Thổi cái đầu nó chạy ra mới được. Từ cho bạch lúa nó ra, nó dính bạch lúa nó. Thổi luôn rồi đó, giờ này cũng thấy năm mấy rồi đó, ít ra không. Vô, ra. Thổi á. Ra đi con. Ra lẹ lẹ đi, tối rồi, về ăn cơm, nước tắm, rửa, chạy gậy đi chơi rồi mày. Đó, nó ra kìa. Trời ơi. Ôi, hết hồn. Trời ơi. Trời ơi, đôi với đôi cùng tay con coi. Lột cái kéo cái tay áo lên coi. Trời ơi, nó quắn kìa. Hết biết con rắn này rồi. Vĩ đại anh em ơi. Trời ơi. Trời. Nay anh em mình cũng may mắn, số lượng lồng nhiều nhưng mà vô cũng mấy con à. Ồ, nay vô bự không à. Vô hàng khủng không á chứ. Số lượng lồng nhiều nhưng mà vô được có mấy con à anh em. Hàng vĩ đại không? Rồi, còn cái cuối cùng nữa nha. Bây giờ mình up clip chứng, xử lý xong rồi mình mấy cái cuối cùng chuột bọng rồi vô lại đặt tiếp nè. Thôi ôi cái lòng này. Có gì nói đi. Cái cuối hả? Cái cuối luôn. Cuối quá vậy. Trời ơi sao tôi quắc vậy nổi. Có hàng có hàng anh em ơi. Rồi, bây giờ anh em mình xử lý. Cái cuối luôn rồi đó nha. Mr. Hiếu nói là 3 con nhưng mà mình thấy có 2 cái đầu rồi anh em. Ê, 3 con, trời ơi đừng cãi tôi. Cái lòng luôn. Tại vì mình cầm 2 cái máy mình quay mình không kiểm soát được. Cái lòng này là lòng vĩ đại đó. Lòng này bắt tròn đó. Mà không bắt tròn giờ đi về nhà bắt bắt gắn. Bữa đặt ở ngoài kia bắt tròn nhớ không? Ừ. Nhưng mà không đặt nữa, không bắt tròn nữa. Đi kiếm cho khác bắt gắn. Đủ 3 con đúng không? 1 con, 2 con, 3 con. Ba con. Sao chuột nó măng ra? Trời. Lúa hết luôn. Trời ơi. Rồi. Tiến hành ra bắt ra đi. Bữa nay. Tối rồi. Cái cuối vớt giác cũng được 3 con cũng đỡ khổ anh em. Có 1 con trọng mà, 2 con kia tầm cỡ 3 lạng mấy. Con này hàng nhì nè. 4-5 lạng á. Con là nửa ký á. Con này hàng nhì, nửa ký không? Nửa ký á. Ừ, thì nửa ký hàng nhì đúng không? Không biết nữa, không phải dân mua bán gắn đâu mà biết nửa ký hàng nhì, hàng ba gì, biết bự thôi. 4-5 lạng rồi đó, 4-5 lạng. Trời ơi. Hết biết, trời ơi. Bắt cái bầy. Bắt cái bầy luôn rồi. Không, cái điểm nó im lắm đó mà. Mình đi cái lòng thông minh mà nó không vô như vậy ta. Bữa vô một cái nhớ không? À. Có một cái clip một cái vô 3 con nói sao vậy? Vì con cái vô con cặp vợ nó mà số mẹ. Số mắc mẹ, nó uổng quá. Ừ, không có clip cho anh em xem. Trời ơi, chết mẹ nhỏ rồi. Ra đi con. Lú đầu lên luôn rồi. Nó ra nhiều. Nó không lú đầu lên luôn rồi. Kệ nó, xử lý sao đi. Thôi giờ úp máy đi mọi người ơi. Bây giờ xử lý cái vụ này kẹt đầu rồi. Rồi. Rồi muốn nói, Mr. Hiếu muốn nói gì nói đi.
Dạ, thì sáng đến giờ về tới đây rồi mọi người ơi. Bây giờ cũng về tới nhà rồi. Đi đợi giờ là quay vô nhà rồi. Còn 6 giờ rồi. Đúng rồi, 6 giờ rồi. Còn kém kẹt với 6 giờ kém. Tổng kết số gắn nha. Chuột thì cũng hết luôn rồi. Bên anh Ngọc còn được mấy con biết nữa. Đây. Hai ba con gì vậy? Gắn hôm nay hành không. Tổng kết cho mọi người xem luôn. 4 kg mốt. 4 kg mốt yếu. Từ 4 kg mốt đây còn 4 kg. Rồi. Rồi. 4 kg mốt giác chứ. Ủa? 4 kg mốt yếu. À, cho 4 kg đi. Ờ, cho 4 kg đi. Trời ơi. À, anh em nhìn này. Hôm nay hành khủng không nha. Đó, hành khủng không nha. Chứ không có hành nhỏ nhỏ nha. Có 3 con nãy là nhỏ nhất luôn á. 3 con clip cuối luôn á. Trời ơi. Hành hôm nay hành khủng không? Này, chạy hành không? Trời ơi, hôm nay chạy hành không thiệt luôn chứ. Hành không à? Không, nãy có sảy con tròn nữa nha mọi người. Ừ, có sảy con tròn. Mà cũng không quay luôn cho anh em coi đâu. Để mình bắt lại, tròn. Lần sau mà vô nữa mình bắt lại, mình quay mới hay chứ. Mình nói nãy mình cũng không cho coi cái lòng luôn nữa, coi chi tức thêm lắm. Rồi, chào anh em. Hai anh em hôm nay cũng được tổ đãi ha. Anh chạy không? Anh chạy không? Lâu lắm rồi mới được như vậy. Giờ gần Tết mà chạy quá im thôi. Vậy cuối video chào mọi người. Hơn 70 cái. Hơn chứ. 70 cái nha mọi người, xuống không hết đâu. Hơn 70 cái đi suốt từ sáng đến giờ là mọi người biết nhiêu rồi á. Một ngày chờ. Thì thôi, cuối video chúc mọi người xem video vui vẻ và một ngày mới làm việc thật là vui. Và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình mình nha. Rồi. Chưa chưa, còn nữa, nói chưa hết mà. Nói hả, rồi nói đi. Nói gì thôi. Thấy anh em mình yêu mến, mọi người yêu mến anh em mình hãy cho một like, một đăng ký và một lần chia sẻ ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.